Chào mừng tất cả quý phụ huynh và các em học sinh đã đến với kênh YouTube Minh Hạnh. Buổi học hôm nay, cô và các em chúng ta tiếp tục đi vào bài 11 trong quyển Toán lớp 5, bộ sách Chân trời sáng tạo. Đó là bài tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. Tình huống đầu bài chúng ta có như sau. Bác ơi, mỗi con vật nặng bao nhiêu kg ạ? À? Bác nông dân nói rằng con bò nặng hơn con heo 150 kg. Khối lượng con heo bằng 4/9 khối lượng của con bò. Như vậy thì làm sao để chúng ta biết được là khối lượng của mỗi con vật này nặng bao nhiêu kg? Thì bài học hôm nay sẽ giúp các em trả lời câu hỏi này. Chúng ta cùng đi vào nội dung như sau. Bài toán 1. Ta biết được hiệu của hai số là 150. Tỉ số của hai số đó là 4/9. Yêu cầu các em tìm hai số đó. Ở phần bài giải, theo đề bài thì chúng ta sẽ có sơ đồ như sau. Đây, số bé này thì nó tương ứng với lại con heo đấy, đúng không? Thì chiếm 4 phần bằng nhau. Và số lớn này thì cái giá trị của số lớn thì nó sẽ ứng với cân nặng của con bò, đúng không nào? Thì ở đây là người ta chiếm 9 phần như thế. Đây, 1, 2, 3, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9. Vậy thì theo cái sơ đồ của bài toán này thì chúng ta có hiệu số phần bằng nhau là các em sẽ lấy 9 phần của số lớn, các em trừ đi 4 phần của số bé. Như vậy, hiệu số phần bằng nhau ở đây lấy 9 trừ đi 4 bằng 5 phần. Và số lớn hơn số bé 150, như vậy có phải là 5 phần này nó sẽ ứng với 150 không? 150 ứng với 5 phần. Vậy chúng ta có giá trị của một phần, các em sẽ lấy 150, các em đi chia 5. Như vậy, mỗi phần này nó sẽ có giá trị là 30. Ở đây, số bé chiếm 4 phần như thế, thì các em lấy giá trị của một phần. Các em đi nhân 4 để chúng ta đi tìm số bé. Như vậy, số bé ở đây, các em sẽ lấy, làm phép toán như thế nào ở đây? À, lấy 30 nhân 4 để bằng 120. Để tìm số lớn thì số lớn hơn số bé 150. Như vậy, các em sẽ lấy 120, các em cộng thêm 150 để ra được số lớn là 270. Ngoài cách này ra thì bạn nào có cách làm khác không? Có cách làm khác để chúng ta tìm số lớn hay không? À, chúng ta còn một cách làm khác nữa, đó là số lớn ở đây chiếm 9 phần mà giá trị một phần là 30. Đấy, gợi ý đến đấy rồi. Thì muốn tìm số lớn thì các em sẽ lấy như nào? Lấy giá trị của một phần này, các em nhân 9 phần lên. Như vậy các em có thể có một cách làm khác để tìm số lớn, chính là lấy 30, các em đi nhân 9 thì cũng bằng 270. Đáp số, số bé là 120 và số lớn 270. Như vậy là chúng ta đã biết được cân nặng của con heo và cân nặng của con bò rồi, đúng không nào? Xong được bài toán số 1, những bạn nào mà chưa hiểu thì các em hãy dừng một chút để xem kỹ hơn. Cô chuyển tiếp sang phần bài tập tiếp theo như sau. Sang bài toán thứ 2. Một phân xưởng may có số công nhân nữ thì gấp 5 lần số công nhân nam. Biết rằng công nhân nữ nhiều hơn công nhân nam 48 người. Hỏi phân xưởng đó có bao nhiêu công nhân nữ và bao nhiêu công nhân nam? Các em có thể từ bài ra chúng ta có cái sơ đồ như sau. Công nhân nam các em biểu diễn là một phần. Thì công nhân nữ gấp 5 lần số công nhân nam. Như vậy, công nhân nữ kem biểu diễn 5 phần như thế. Và theo bài ra, công nhân nữ nhiều hơn công nhân nam là 48 người. Như vậy, ở đây 4 phần này thì nó ứng với 48 người. Như vậy, chúng ta sẽ tìm hiệu số phần bằng nhau. Hiệu số phần bằng nhau ở đây, kem lấy 5 phần, kem trừ đi 1 phần. Như vậy, hiệu số phần bằng nhau chính là phần này. Vậy lấy 5 trừ đi 1 thì hiệu số phần bằng nhau ở đây là 4 phần. Các em lấy hiệu của bài toán, hiệu là 48, trừ chia cho hiệu số phần bằng nhau thì chúng ta sẽ ra được giá trị 1 phần.
Như vậy, giá trị của một phần cũng là số công nhân nam, bởi vì công nhân nam ở đây chiếm một phần. Vậy kem lấy 48, kem chia cho 4 thì chúng ta sẽ có công nhân nam là 12 người. Biết được số công nhân nam rồi, kem sẽ đi tìm số công nhân nữ. Số công nhân nữ của bài này tương tự bài toán 1, kem có hai cách làm, kem có thể làm theo cách nào cũng được. Cách thứ nhất, kem sẽ lấy số công nhân nam là 12, kem cộng thêm 48 thì sẽ ra được số công nhân nữ, bởi vì công nhân nữ nhiều hơn công nhân nam 48 người. Lấy 12 cộng 48 bằng 60 người. Ngoài cách này ra, các bạn suy nghĩ xem thử có cách nào để chúng ta tìm số công nhân nữ được không? À, chúng ta còn một cách nữa. Đó là số công nhân nữ gấp 5 lần số công nhân nam. Như vậy, kem có thể lấy số công nhân nam là 12. Kem đi nhân 5 lên thì lấy 12 nhân 5 cũng ra được kết quả 60 người. Đấy cũng là một cách. Đáp số công nhân nữ là 60 người và công nhân nam 12 người. Những bạn nào chưa hoàn thành xong bài tập số 2, kem hãy dừng lại tiếp tục làm xong. Các bạn ủng hộ cô thì hãy cho cô một like video và hãy giới thiệu bạn bè của kem cùng xem kênh YouTube Miễn Hạnh ủng hộ cô nha kem. Bây giờ cô và kem chúng ta cùng đi vào phần bài tập như sau. Bài tập số 1 yêu cầu kem tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. Phần ví dụ đầu tiên ở cột thứ nhất, hiệu của hai số bằng 27, tỉ số là 2/5. Đề bài đã tính ra cho kem số bé 18, số lớn là 45 rồi. Bây giờ yêu cầu kem hoàn thành nốt hai cột còn lại. Ở cột tiếp theo, ta biết hiệu hai số bằng 100. Tỉ số của hai số này bằng 7/6. Như vậy, trong bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số hai số đó, bước đầu tiên kem sẽ tìm cho cô hiệu số phần bằng nhau. Kem lấy 7 trừ đi 6 thì chúng ta có hiệu số phần bằng nhau ở đây là một phần. Kem sẽ đi tính giá trị của một phần. Giá trị của một phần thì kem sẽ lấy hiệu này chia cho hiệu số phần bằng nhau để tính ra được giá trị một phần. Như vậy, kem lấy 100 chia cho 1 thì bằng 100. Như vậy là mỗi phần thì nó có giá trị là 100. Theo cái tỉ số này thì số bé chiếm 6 phần. Như vậy, chúng ta muốn tìm số bé thì kem sẽ lấy giá trị của một phần, kem đi nhân 6. Vậy ở đây các bạn lấy 100 nhân 6 bằng 600. Muốn tìm số lớn thì kem có hai cách. Cách thứ nhất ở đây là số lớn chiếm 7 phần. Vậy kem lấy giá trị của một phần, kem nhân 7 lên để bằng 700. Hoặc hiệu là 100 thì số lớn hơn số bé 100. Như vậy kem có thể còn một cách khác để tìm số lớn. Đó là kem có thể lấy số bé, kem đi cộng 100 thì cũng ra số lớn bằng 700. Như thế, ở ô này, số bé kem điền cho cô 600. Số lớn kem điền cho cô 700. Cô tiếp tục chuyển sang cột tiếp theo ở đây. Những bạn nào chưa hoàn thành xong cột này thì các em hãy dừng lại để tiếp tục làm xong. Sang cột tiếp theo, hiệu của hai số bằng 40.000, tỉ số hai số là 1/9. Thì bước đầu tiên, các em cũng tìm cho cô hiệu số phần bằng nhau. Các em lấy 9 trừ đi 1 thì bằng 8. Ở đây, giá trị của một phần theo tỉ số này thì số bé chiếm một phần, số lớn là 9 phần. Như vậy, giá trị một phần cũng chính là số bé luôn. Muốn tìm giá trị của một phần thì các em lấy hiệu. Các em chia cho hiệu số phần bằng nhau. Như vậy, lấy 40.000 chia cho 8 thì bằng 5.000. Như thế là chúng ta đã tìm ra được số bé là 5.000. Theo tỉ số này thì số lớn gấp 9 lần số bé.
Như vậy, muốn tìm số lớn thì các em có thể lấy số bé này, các em nhân 9 lên, tức là lấy 5.000 nhân 9 bằng 45.000. Hoặc các em có thể có cách làm khác để tìm số lớn, bằng cách các em lấy số bé là 5.000, các em cộng thêm 40.000 để ra 45.000 thì cũng được. Sau khi các em tính toán xong, chúng ta sẽ có số bé các em điền cho cô 5.000. Số lớn các bạn điền 45.000. Như vậy, trên đây cô và các bạn đã vừa hoàn thành xong được phần lý thuyết và bài tập số 1 trong quyển Toán lớp 5 bộ sách Chân trời sáng tạo bài 11. Về nhà, các em hãy làm nốt cho cô các bài tập phần luyện tập. Cô sẽ tiếp tục ra video tiếp theo để hướng dẫn cho các bạn nốt các bài tập của phần luyện tập nhé. Chúc tất cả các em luôn học tập tốt. Hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.